Trứng đâu? Con bóc trứng đi xem nào. Ui, con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con vịt của mẹ. Con vịt của mẹ. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế bóc trứng. Bóc trứng ra đây, bóc trứng ra có cái ghế đây. Nào bóc quả trứng đấy đi. À, bóc đi nào, vặn chặt ra. À, đây, đây bóc rồi, bóc rồi, bóc rồi. Đây con bóc rồi, đây được rồi, được rồi. Ui, con gì đấy? Con mèo. Con mèo. Nhìn nhìn con mèo nó nhấp nháy này. Ui, con gì đấy? Con lợn. Con lợn. Con lợn màu gì đây? Màu trắng. Màu cam. Bóc vào đây đi. Bóc đi. Ui, quả gì đấy? Quả bóng. Bóng màu xanh và màu đen. Bóc được những cái gì rồi? Ui, nhiều thế. Bóc bóc. À, đến quả này khó bóc đúng không? À, đây, bố bóc. Nào, bóc bóc nào nhỉ? Khó bóc quá. Bóc. Đây. Khó bóc thế. À, khó quá nhỉ, đưa bố cắn này. À, bóc được rồi, bóc được rồi. Đấy, con xếp cái bóng này, đấy. Xếp cái bóng ạ, đấy, xếp nữa ra. Nào, vẫn chưa xếp được à? Đấy, xếp nốt, xong rồi ạ. Ơi, mở ra xem có gì. Có gì nào? Ui, Doraemon nè. Ui gì? Gạo nè. Ui, thích nhỉ. Có con khủng long nè. Có một chiếc gạo ngọt nè. Và có cái gì đây? Có Doraemon đấy. Mèo Doraemon nè. Khủng long nè. Ui, khủng long sáng thế. Đâu mang kẹo đây, bố bóc đi ăn. Mang kẹo đây. Đấy, bóc mẹ cho vào chân rồi. Bóc trứng là được nhiều thứ thế nào, bóc kẹo đi. Nào. Kẹo đây đi ơi. Kẹo. Bóc. Ăn. À, để bóc nhá. Chưa lấy được à? Tôi thấy được. Vẫn chưa lấy được. Vẫn chưa lấy được. Nha. Được chưa? Được chưa. Lấy nữa xem nào. Nào há mồm ra. Nào ăn. Ui, ngon không? Đấy, ui bóc trứng là được nhiều nha. Ui, bóc trứng là được lợn nè, được vịt nè, được cái ghế nè. Bắn mèo nè, ấy trời. Mèo này, cục bóng này, nhiều thế, dính hả? Ăn này thôi. Khủng long này, Doraemon này, ôi nhiều thứ nhỉ? Cái ghế này, bạn vịt này, đấy bóc trứng được nhiều thứ tí nhỉ? Nhiều nhỉ? Bạn ngồi. Nhiều không? Bạn ngồi. À lại được cái kẹo nữa nhỉ? Mai có bóc trứng nữa không? Có bóc trứng. Mai lại bóc nhá. Tí nhá, mai bóc trứng nhá. Thôi bây giờ thì đi chơi cái khác nhá.